Kính mời các bạn nghe bản tin của Vietquest 2, 4, 7, với chủ đề, tỷ phú sách Gia Sim mua lại MU là ai, giàu cỡ nào mà tất cả đều phải sợ hãi. Sách Gia Sim là ai? Sách Gia Sim có tên đầy đủ là sách Gia Sim Bin Hamad Anthony, sinh năm 1982. Ông là con trai của cựu thủ tướng Qatar Sách Gia Sim Bin Jaber Anthony. Từ nhỏ, Sách Gia Sim đã sang Anh du học. Ông từng theo học ở Dorset trước khi tốt nghiệp Học viện Quân sự Hoàng gia Anh tại Sandhurst. Sách Gia Sim còn được biết đến với tư cách là Chủ tịch Ngân hàng Hồi giáo Qatar, QIB, và là thành viên của Hoàng gia Qatar. Tuy nhiên, đời tư bí ẩn của Sách Gia Sim vẫn đang gây tò mò cho các CDV MU và chính nhà Glazer. Doanh nhân 41 tuổi được mô tả là CDV cuồng nhiệt của đội chủ sân Âu Trafford. Trong nỗ lực mua lại MU, Sách Gia Sim đã thành lập quỹ đầu tư mang tên 92 Foundation, lấy cảm hứng từ hứa cầu thủ huyền thoại 1992. Ngoài ra, Sách Gia Sim từng là thành viên của Credit Suisse, một trong những ngân hàng đầu tư lớn nhất thế giới. Theo The Athletic, Sách Gia Sim tự tin sở hữu MU với tư cách cá nhân, không đại diện cho Hoàng gia Qatar hay bất kỳ tổ chức nào. Sách Gia Sim giàu cỡ nào? Vẫn chưa có thông tin về tài sản cá nhân của Sách Gia Sim. Tuy nhiên, Manchester Evening News tiết lộ gia đình ông sở hữu khối tài sản lên đến 275 tỷ bảng Anh. QIB của Sách Gia Sim cũng được xếp vào danh sách 30 công ty giá trị nhất Qatar, theo Forbes Trung Đông. Sách Gia Sim mua lại thành công MU khi nào? Hãng tin Al Watan của Qatar cho biết, Sách Gia Sim đã mua lại thành công MU vào hôm 12 tháng 6 vừa qua. Các quy trình cần thiết đang được hoàn tất và thông báo chính thức sẽ xuất hiện trong vài ngày tới. Sách Gia Sim được cho là bỏ ra 6,5 tỷ bảng Anh để thuyết phục nhà Glazer. Trong đó, một tỷ bảng Anh được ông dùng cho các mục đích như cải tổ lực lượng, tu sửa trung tâm Carrington và xây khu phức hợp quanh sân Old Trafford. Sau ba vòng đấu thầu, sách Gia Sim đã đánh bại Sir Jim Ratcliffe, chủ tịch tập đoàn INEOS. Khác với Sir Jim Ratcliffe, sách Gia Sim muốn mua 100% cổ phần của MU thay vì 50%.